Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Vướng Tâm, tác giả Giao Ninh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hai, không biết nó đi đâu mà chết dám chết dúi không nghe máy thế hả? Tối rồi cũng không biết đường về. Tắm vừa về đến cổng, đã nghe tiếng bà Cúc tru tréo. Đi đâu không sao, cứ hễ về đến nhà, cô lại cảm thấy khó thở chán nản. Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Thở phào một cái, rồi nhẹ nhàng kéo cửa đi vào. Dắt xe vào trong, cô hốt hoảng khi thấy bóng đang lăn lê bò toài ở ngoài sân, đang nghịch đống đất chưa kịp trồng cây của ông Vũ. Bế con đi vào, vẫn thấy Vương đang cắm đầu vào máy tính. Đang bực sẵn, cô mới nói chồng: anh ở nhà trả trông con giúp em, lỡ nó chạy ra đường thì làm thế nào? Chơi cái đấy có ra tiền đâu. Ờ đấy, chắc ở nhà ăn bám thì ra tiền hả? Vừa về đến nhà đã quát tháo chồng con, định lên bàn thờ cái nhà này ngồi à? Bà Cúc quát mắt lên chửi bới. Tấm lặng im không dám nói tiếp. Còn Vương thì vẫn say sưa ghen gũng. Bà cứ bên con bà chầm chập như thế, bảo sao Vương vô trách nhiệm lại thụ động là phải. Tắm bế con vào tắm rửa, tránh ánh mắt như con dao phay của mẹ chồng. Tưởng đã thoát, ai ngờ vừa đi đến chân cầu thang đã chạm mặt ngay phải bố chồng. Tuy ông Vũ không phải người hay lắm mồm như bà Cúc, nhưng mỗi lần ông ấy nói ra câu gì là chết câu đấy. Lời nói còn thâm hiểm hơn bà Cúc nhiều lần. Lần sau đi đâu cũng phải bế con theo, gửi hàng xóm như thế người ta lại nghĩ nhà này chết hết rồi hay sao mà không trông được cháu. Thôi thôi, bỏ đi ông. Đi đến thăm nhà ngoại nó để lay bệnh điên về à? Dù gì cũng là cháu mình, không thể để nó đến nơi bẩn thỉu như thế được ông à. Tắm nghe thấy những lời này của mẹ chồng thì giận tím mặt. Chưa bao giờ cô dám nói câu thứ hai với mẹ chồng, nhưng vì quá bức xúc nên cô lên tiếng nói lại: mẹ ơi, mẹ con tốt xấu gì thì cũng là người sinh ra con. Trước mặt cháu, mẹ đừng nói nặng lời như thế. Người trong nhà, lẽ ngoài ngõ nghe được lại đàm tiếu không hay. À, chị thì giỏi rồi, sinh ra cái chuồng lợn thì có gì mà gia giáo. Bà ấy cứ nói xóc óc Tắm như thế. Dù rất bực, nhưng cô bấu chặt tay vào quần kìm nén sự giận dữ. Thôi thì vẫn một câu, nhịn cho yên cửa ấm nhà của mẹ. Cô không muốn gây sự thêm với bà ấy nữa, vì có nói bao nhiêu Tắm cũng chẳng nói thắng được cái mồm lia láu của mẹ chồng. Dù rằng Vương là một con người vô tâm, cưới Tắm chỉ vì lỡ có bầu, nhưng trên danh nghĩa hắn ta vẫn là chồng cô. Tắm vẫn một đều anh, hai đều chồng, chứ chưa bao giờ làm trái ý. Chỉ có điều người ta nói đúng, cứ chơi điện tử nhiều đầu óc cũng chẳng bình thường. Cô chả hiểu chơi vào thì được cái gì chứ. Tắm này, mai đi ăn cưới với tôi, ăn mặc tươm tất vào, tôi không muốn mất mặt đâu đấy. Tắm lướt ngang qua chồng, nghe Vương nói nhỏ, cô không dám tin vào tai mình. Anh lại cho Tắm đi đám cưới cùng ư? Cô ngạc nhiên, từ trước tới nay, nhà Vương chưa bao giờ dám đưa Tắm đi đâu, thậm chí là gặp mặt họ hàng. Cô biết nhà mình thấp hèn, không môn đăng hộ đối với nhà anh nên chẳng dám ý kiến. Nhưng sau bỗng tự dưng, hôm nay anh lại bảo cho cô đi. Chắc có lẽ hắn ta bị người khác nói đểu đây mà. Nghe chồng nói thế, cô cũng chỉ dạ chứ không dám thắc mắc nhiều. Đang chơi game hăng máu mà cứ lâu lâu cái mồm, không khéo cô lại bị chồng giả oan. Đưa bóng đi rửa chân tay để vào ngủ, tâm trạng cô vui lắm. Chẳng gì hôm nay Vương cũng ngỏ lời mai đưa vợ đi đám cưới. Gặp người này người kia, tự nhiên cô yêu đời đến lạ. Có lẽ ở lâu, Vương cũng yêu Tắm mất rồi. Dù chỉ là đám cưới bình thường, dẫu chỉ là một tiếng ngắn ngủi, nhưng Tắm như con chim nhốt trong lòng, thì chỉ cần thả nó vài giây tự do, nó cũng khoan khoái vô cùng. Đến lúc đang hứng, thì Tắm chợt nhận ra, mình chẳng có quần áo đẹp, thậm chí một cái váy đơn giản cũng chẳng có. Mai là đi rồi, mà giờ không có thì biết làm sao. Đời cô, không chỉ cái tên, mà đến cái số cô cũng chẳng khác gì Tắm trong chuyện cổ tích. Hẩm hiu hết đường, nhưng cái xã hội này
thì làm gì có hoàng tử mà cứu vớt được cô. Trong lúc bí, cô nhớ đến mẹ chồng, bà có rất nhiều quần áo đẹp, váy vóc hàng xịn. Nhớ hôm nào cô là quần áo, chẳng may sơ suất cháy xém cái váy của bà, khiến cho bà chửi cô cả buổi sáng. Cứ nghĩ đến hai con mắt trợn trừng của bà ấy mà cô hãi hùng, tắm lạnh gáy, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng cuối cùng, cô đánh liều vào mượn, cô không còn cách nào khác. Bước xuống phòng bà, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đánh tiếng. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Con có chuyện muốn nói à? Hay cái nhà chị này, không biết ý tứ gì thế? Vào phải gõ cửa chứ, đến cái văn hóa cơ bản cũng không biết. Đi ra ngoài gõ cửa lại. Gớm nữa, nó có văn hóa đâu mà bà phí lời. Được ông Vũ thêm câu vào, nghe sao mà buồn. Tắm muốn nói rằng, sau lưng bà ấy vào phòng cô, cũng chẳng bao giờ gõ cửa. Nhưng thôi, cô không muốn gây sự làm gì mất thời gian. Phật ý ông bà, không những không mượn được váy, ngược lại còn bị ăn chửi nữa thì khổ. Nhẹ nhàng bước ra ngoài, làm theo ý bố chồng. Cô gõ cửa vài cái, rồi lễ phép. Mẹ ơi, con có chuyện muốn thưa ạ. Vào đi. Chẳng biết bà Cúc học được phép lịch sự ấy khi nào. Tắm nhìn mẹ chồng, rồi khép cửa nhẹ nhàng. Mẹ à, ngày mai anh Vương cho con đi đám cưới, nhưng con không có váy. Nó đến mượn váy, cứ nói thẳng, làm gì mà lòng già lòng vòng mất thời gian. Ông Vũ gấp tờ báo làm đôi, rồi ném xuống bàn khó chịu. Mẹ chồng cô nhìn chằm chằm. Váy nào cô vừa mà mặc, mà đồ toàn đắt tiền, cô mặc thì khác gì cái vẻ chùi son. Không có đâu, đi chỗ khác mà mượn. Nhưng mẹ ơi, con... Đã bảo là không cho mượn. Bà Cúc quắt mắt lên nghiến răng. Cô đành thôi, lủi thủi đi ra. Cô không biết ngày mai phải làm sao. Cô không muốn chồng mình mất mặt, nhưng giờ có lẽ chắc không được rồi. Cô về phòng ngồi thu lưu trên giường, lòng nặng trĩu. Cô không trách mẹ chồng cô đê nghiệt, chỉ trách bản thân mình quá kém cỏi. Này, tao cho mượn bộ này, tao mới mua gần 2 triệu đấy. Mặc liệu liệu mà giữ gìn, cả đôi guốc này nữa, đồ trang điểm đây. Bà ấy bày đủ thứ trên giường tắm, cô há mồm ngạc nhiên. Ngọn gió độc nào khiến bà ấy tốt tính đến vậy? Tắm không quên cảm ơn mẹ chồng rối rít. Dù bà ấy đã ngoài 50, nhưng gu ăn mặc vẫn sang chảnh và mốt lắm. Cái váy tuy hơi công sở một tí, nhưng vẫn đẹp. Cầm chiếc váy lên tay, ngửi mùi còn thơm phức trong từng thớ vải. Cô lẩm bẩm ước tính. Hẳn 2 triệu, bằng mấy lon sữa của bóng rồi. Đến khi nào mình mới tự tay mua được chiếc váy lấp lánh thế này? Ngắm vuốt mãi, cô mới cất rồi đi ngủ. Trong đầu cô háo hức lắm, tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp. Chỉ là đi đám cưới thôi, mà sao tâm trạng cô tưng bừng thế không biết. Và rồi ngày mai cũng đã đến, Tắm lại bế bóng sang hàng xóm gửi. Bà Cúc dặn đi dặn lại, Tắm phải giữ gìn cái váy của mình thật cẩn thận, không được làm bẩn. Cô răm rắp nghe theo. Ăn uống nhớ giữ ý giữ tứ, toàn con cái nhà giàu thôi, chứ không phải loại thất học đâu. Cẩn thận mồm mép, không lại bô bô ra. Hóa ra, đám cưới này toàn người nhà giàu. Bảo sao bà Cúc lại dặn dò kỹ lưỡng đến thế? Đã điểm 10 giờ, cô nhanh chân cùng chồng bắt taxi đến tiệc. Khi đến nơi, Vương mặc cho vợ đứng một mình ngơ ngác, còn hắn ta thì ra uống rượu với đám bạn. Đúng là toàn dân đại gia, tổ chức tiệc ngoài trời, ăn uống toàn đồ xịn. Ước gì Tắm có thể mang một tí đồ ăn về cho mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ ăn ở những nơi sang trọng đến vậy. Cả cô cũng thế. Đang đi loanh quanh tham quan thì cô thấy Hoàng. Toan định chạy thì anh ta đã nắm được tay cô. Người anh nồng nặc mùi rượu, anh vẫn đẹp trai, chẳng khác gì ngày đầu mới gặp. Chỉ có điều da ngăm hơn và trông lịch lãm hơn. Ánh mắt bao năm anh trao cô vẫn vậy, ngọt ngào, đong đầy yêu thương. Em à, hôm nay em xinh lắm, xinh nhất trong trái tim anh luôn ấy. Anh, bỏ tay em ra, người ta nhìn vào lại hiểu lầm. Hiểu lầm gì nào? Đáng lẽ mình cũng đám cưới thế này Tắm à. Anh là chú rể, còn em là cô dâu.
em chẳng biết anh mong ước ngày ấy thế nào đâu. Mong ước thế nào thì kệ mẹ mày. Vợ Tắm là người của tao, là vợ tao đấy thằng chó à. Vương từ đâu đến kéo tay Tắm ra khỏi tay Hoàng. Hắn cũng say mềm không kém. Hai con người ngày xưa chơi thân với nhau như anh em, không ngờ lại có một ngày tranh giành người yêu đến thế này. Tắm sợ hai người họ đánh nhau nên chạy lại van xin. Một bên là chồng, một bên là người yêu. Cô không biết phải nói thế nào cho vẹn cả đôi đường. Tắm cầm tay chồng, thiết tha khuyên giải. Em xin anh á, mình về nhà thôi. Ngày vui của người ta, đừng gây sự nữa. Sao? Em vẫn thương nó à? Thấy người yêu cũ, em vẫn còn luyến lưu thế à? Anh chỉ nói vài câu thôi, em không cần phải lo lắng. Bên ngoài miệng, Vương vẫn nói như thể yêu thương vợ lắm. Nhưng Hoàng biết thừa là gã đang diễn. Tại sao ngày xưa anh lại kết thân với một thằng mưu mô xảo quyệt như Vương chứ? Trấn an vợ mình, Vương bước đến ghé sát vào tai Hoàng nói nhỏ. Mày biết không, Tắm làm tình giỏi lắm. Đêm nào bọn tao cũng ấy đều như dắt chanh. Giọng Tắm rên thích lắm mày ạ. À. Cứ ứ ứ với cả ớ ớ. Cô ấy như con mèo ưỡn ẹo, nhảy nhót trên người tao. Dễ thương chết đi được. Mày có muốn được như thế không? Hôm nào tao cho mày mượn vợ nhé. Chẳng để Vương nói hết câu, Hoàng cầm cổ áo hắn rồi đánh túi bụi. Hai con mắt Hoàng nhìn Vương căm hận đến tột cùng. Tắm hốt hoảng ra can, nhưng không được. Vương dáng người nhỏ thó, bé tí, làm sao so nổi với Hoàng cao to, chắc khỏe. Hắn đánh không lại, cuối cùng cứ giơ cái gì trên bàn là lại ném thẳng vào người Hoàng. Mà ném thì lại trượt, nên bao nhiêu đồ cứ phi thẳng vào người Tắm hết. Rõ khổ, người yêu cũ với chồng đánh nhau chí chóe, loạn cả đám cưới người ta lên, xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết. Mẹ chồng cứ dặn Tắm phải nhìn trước ngó sau, không lại mất mặt. Giờ thì chả biết ai làm mất mặt ai. Lôi mãi mới đưa được Vương về, chứ để lúc nữa có lẽ hắn nhự tử. Trên đường đi, Vương không ngớt mồm chửi vợ. Mẹ cha chúng mày, mày hả lòng hả dạ lắm đúng không? Người mày yêu đấy, nó đánh tao mà mày không can, mày định để nó đánh chết bố mày à? Hay mày còn thương nó chứ gì? Đấy, bố mày cho chúng mày đến với nhau đấy. Tắm không muốn nói gì vào lúc này, bởi Vương say như thế thì biết gì mà nói. Sau khi đưa Tắm về, đến nơi hắn đẩy cô xuống, rồi một mình lại bắt xe đi đâu chẳng rõ. Lủi thủi đi vào, lúc ấy bố mẹ chồng cô đang ngồi ở phòng khách. Có vẻ bóng đã ngủ, nên cô không đánh tiếng mà chỉ lý nhí chào hai người. Nhưng với những người đã không ưa Tắm, thì dù chỉ có thở thôi cũng khiến người ta ngứa mát. Thấy con dâu chào, bà Cúc ngước lên nhìn. Đập vào mắt bà là bộ váy bẩn từ trên xuống dưới, còn có cả một chỗ bị rách. Ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ, bà phi đến chỗ Tắm gào lên. Ôi trời đất ơi, cái váy của tôi, mày đã làm gì thế này? Sao lại vàng khè còn rách thế này kia chứ? Mày có biết giải này là giải tơ tằm không hả? Bà Cúc gào ầm lên, suýt xoa tiết ngẩn người vì cái váy con dâu làm rách. Tắm chẳng biết làm thế nào, cô luôn miệng xin lỗi mẹ. Nhưng có phải xin là xong đâu, bà Cúc vẫn chỉ trích. Tao biết ngay cái hạng của mày chẳng làm gì cho đời đâu mà. Đi đám cưới chỉ việc ăn thôi, mà mày xem có khác gì mày vừa đi chăn lợn về không? Nói chán chê, bà Cúc chốt hạ bằng câu rằng từ nay sẽ không cho cô mượn bất cứ thứ gì nữa, rằng cô chỉ là đồ phá hoại, vân vân và may may. Tắm cứ đứng đờ người, chẳng nói chẳng rằng, tâm trí nào mà nói nữa. Bỗng nghe thấy to tiếng, cũng tuột xuống giường chạy ra phòng khách khóc inh ỏi. Nhẹ nhàng lau nước mắt dở dang, Tắm bế thóc con vào phòng. May là có con bóng ra, chứ không chả biết bà Cúc sẽ chửi đến khi nào. Tắm bế con vào phòng, à ơi câu hát mà mẹ hay ru cô từ thuở bé. Bóng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cầm bàn tay nhỏ xíu của con gái, cô thủ thỉ. Cảm ơn con, cảm ơn vì đã làm con gái của mẹ. Tắm nằm bên cạnh con, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến nửa đêm, tiếng bàn chân thình thịch đi vào mở cửa phòng. Có lẽ là Vương về. Mặc kệ, Tắm ôm con ngủ nằm sát vách tường. Cứ ngỡ cô ngủ, hắn sẽ buông tha. Nhưng ngờ đâu, gã vẫn lôi cô dậy bằng được.
Mày dạy nghe cho tao. Có phải mày thấy thằng Hoàng nên rung động đúng không? Cái thứ đàn bà lan loàn này, danh chính ngôn thuận ấy, tao là chồng mày đấy con đĩ à? Có lẽ Vương lại đi uống rượu ở đâu đó nữa. Hắn vừa túm lấy cô, vừa xé từng lớp vải, rồi luồn tay vào trong, hôn lấy hôn để. Đáng lẽ ra, chuyện vợ chồng chăn gối là bình thường. Họ sẽ nhẹ nhàng trao nhau những cử chỉ âu yếm thân mật. Còn Vương thì không, hắn làm một cách thô bạo, nên Tấm rất sợ. Có vẻ chơi điện tử nhiều, nên Vương tư tưởng hơi bệnh hoạn. Cô rất sợ, nhất là những lúc hắn say thế này, càng làm cô sợ hãi. Anh ơi, đừng! Tấm gian xin, nhưng Vương như thể không nghe thấy. Hắn như con thú lên cơn thèm khát, đôi tay cứ mơn trớn, bấu chặt lấy thân xác làm Tấm đau đớn. Hắn hít hà mùi hương trên cơ thể Tấm, rồi cười sàn sạt, tiếng thở vẫn đều đều bên tai. Tấm nằm đấy bất động như một con búp bê tình dục bị hỏng, nhục nhã ê chề. Như thế này mà là vợ chồng ư? Tấm ơi, anh yêu em lắm Tấm à. Em xin thế này cơ mà, em là của anh, mãi là của anh. Đừng để thằng Hoàng động vào là anh giết cả hai đứa luôn, biết chưa? Câu đầu còn nhẹ nhàng, câu sau Vương đã đe dọa. Hắn cắn đến nỗi môi cô bật máu chảy ra không ngừng. Khắp thân thể cô đều bị Vương cắn đến rớm máu. Mỗi khi làm tình với chồng, cô lại nhớ đến cái buổi tối hắn đã hãm hiếp cô ở đồi thông đấy. Nếu không phải vì hôm đấy, có lẽ Tấm không nhục nhã như ngày hôm nay. Cắn chặt hàm răng kìm nén chịu trận, hai dòng nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ướt đẫm gối, nóng hổi, mặn đắng. Sáng hôm sau, Tấm thức dậy, toàn thân đau ê ẩm rã rời. Nhớ đến chuyện tối qua, cô rùng mình kinh hãi. Đối với Vương, cô như một món đồ chơi khi ham muốn của hắn trỗi dậy. Còn bình thường thì cô chỉ là một đứa giúp việc bị sai khiến luôn chân luôn tay. Tấm bồn chồn nghĩ ngợi, không biết cô có đủ can đảm để mà chịu đựng căn nhà này trong bao lâu nữa. Hóa ra nó gặp thằng Hoàng. Thảo nào lại còn làm hỏng cái váy của tao, con mất dạy này. Tấm nhẹ nhàng bước đến cầu thang thì nghe được những lời này của bà mẹ chồng. Chắc chắn Vương lại ngồi kể xấu cô chuyện hôm qua đây mà. Thế nào cô cũng chẳng tránh khỏi mồm miệng mạt sát của mẹ chồng. Chẳng biết chồng mình là đàn ông đàn an thế nào, cứ hễ có chuyện gì lại về mách mẹ. Có lẽ cho hắn thêm cái váy là hô biến thành đàn bà luôn. Kinh chưa kìa, đi gặp thằng Hoàng để nó đánh chồng mình mà còn cổ suý không can ngăn. Trần đời lại có loại đàn bà lăng loạn đến thế chứ. Tấm bậm chặt môi không hé răng, cô lảng xuống bếp luôn. Tấm muốn yên mà người ta có để cho cô yên đâu. Chẳng hiểu sao với người khác, Vương chỉ là một thằng đầu to không biết suy nghĩ, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Ấy vậy mà đối với bà Cúc, nó như một thằng con nhà người ta theo đúng nghĩa. Giỏi giang, trắng trẻo, xinh trai. Vương chỉ cần muốn thứ gì, tức thì bà Cúc sẽ chịu theo ý con trai ngay. Chẳng mấy khi nghe thấy bố mẹ hắn la mắng bao giờ. Chỉ cần hắn dậm chân dậm tay là phải nịnh rồi nói khéo, y như nịnh thằng trẻ con. Bà Cúc thường bảo, nếu Vương không ngu mà rút vào đầu vào bẹn Tấm, thì có lẽ giờ Vương đang học đại học y dược rồi cũng là. Do nhà ông Vũ quen biết nhiều, nên xin vào dễ. Chứ nói thẳng ra, một thằng vừa dốt vừa thụ như Vương thì chạm tay vào cổng, người ta đã đuổi rồi. Anh Vương ơi, anh có ở nhà không? Em vào chơi. Tiếng Hà vang lên lạnh lót ngoài cổng gọi vào. Chẳng nhìn cũng biết, ngày xưa Hà và Vương học chung lớp nên chơi với nhau. Hà vẫn đang học, chỉ có Vương là lấy vợ. Thấy bạn của con trai léo nhéo, bà Cúc lật đật ra mở cổng. Hà đấy hả con? Vào đây đi, vào đây bác xem nào. Lâu lắm chẳng đến chơi với bác gì cả, vẫn xinh sáng như ngày nào. Dạ, cháu cũng muốn đến chơi lắm, nhưng bận học quá bác ạ. Năm ngoái cháu đi học ở Nhật được một năm, cháu mới về được mấy ngày nay thôi. Cháu nhớ hai bác với cả anh Vương quá, nên cháu phải sang ngay. Tiếng họ nói chuyện thân nhau như mẹ con. Tấm nghe nói Hà ngày đi học thích Vương lắm, nhưng Vương không đáp lại, nên từ đó đến giờ
Hà vẫn có ý định chờ đợi. Dù nhìn thấy Tấm, nhưng Hà cũng chẳng thèm chào hỏi. Nhìn cô, Hà còn khinh mặt ra. Hà nhanh nhẹn đặt túi quà lên bàn, rồi nhanh nhẩu nắm tay nắm chân trò chuyện với mẹ chồng Tấm. Mẹ con cũng nhắc đến bác nhiều lắm đấy. Mẹ con bảo khi nào bác rảnh, hai nhà làm bữa cơm gặp mặt. Ừ, vậy nói mẹ khi nào mình gặp nhé. Hai bác đi làm cũng bận tối ngày, nên cũng chẳng có thời gian. Thấy tiếng nói chuyện, Vương từ trên phòng đi xuống. Thấy Hà ngồi đấy cũng vui vẻ hỏi han, chẳng biết gã có chán Tấm không, chẳng biết hắn thấy Hà nhà có điều kiện, ăn mặc đẹp thế kia mà ngã vào lòng không. Tấm thở dài, dù gì cũng đã gọi nhau một tiếng vợ chồng, có con với nhau nên Tấm ghen, âu cũng là lẽ đương nhiên. Mấy người cứ ngồi tám phét như thế, mặt Tấm ở dưới bếp lúi húi nấu cơm. Bà Cúc giữ bằng được Hà ở lại, nên Tấm phải nấu thêm vài món nữa. Bà Cúc chạy xuống, dúi vào tay Tấm tờ 100.000, bảo mua đồ gì ngon ngon về ăn. Tấm nhìn chằm chằm vào tờ tiền, cười chua chát. Hẳn là tờ 100.000 mà nấu bữa cho cả 5 người ăn. Thế rồi, Tấm cũng lo được bữa cơm với giá 100.000 ấy. Tuy hơi sơ sài, nhưng cũng dựa với mục tiêu mẹ chồng đề ra. Bữa cơm mỗi ngày diễn ra ảm đạm im ắng, thì hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt đến lạ. Bố mẹ chồng rồi cả chồng liên tục gấp thức ăn cho Hà, còn mẹ con Tấm ngồi đấy, tuyệt nhiên chẳng ai gấp thức ăn cho. Bao nhiêu đồ ăn ngon để phía của Hà hết, còn phía mẹ con cô thì chẳng có gì. Tấm để ý, lâu lâu Vương và cô gái ấy lại liếc mắt đưa tình với nhau một cái. Có lẽ Vương đã chán Tấm thật. À, mà hắn có tình cảm với cô đâu mà chán với chả không. Nhìn con, cô nhẹ nhàng cười. Đời cần gì ngoài con nhỉ? Vương có lăng nhăng hay không, cô có cản cũng chẳng được. Cô biết mình đang sống ở đâu và đứng vị trí nào ở ngôi nhà này, cho nên tất cả là ở Vương. Nếu hắn còn chút tình nghĩa thì sẽ cho mẹ con cô ở lại. Còn nếu không, hắn ta chỉ cần nói với ông bà Vũ thì nửa tiếng sau cô sẽ phải rời khỏi nhà. Kìa Tấm, ăn đi chứ em, sao cứ ngồi ngay ra thế? Tiếng Hà cất lên, Tấm giật mình, cũng muốn gấp lắm nhưng mà chả giới tới được. Hà nhanh tay gấp cho Tấm một miếng thịt rõ to, định bụng rằng sẽ xé cho bóng ăn một tí. Nhưng miếng thịt để vào bát còn chưa được vài giây đã bị bà Cúc gấp lại chuyển vào bát cho Hà. Cháu cứ kệ mẹ con nó, ở nhà Tấm nó ăn liên mồm ấy mà. Cái bóng nhìn bà nội ngơ ngác, Tấm không biết làm thế nào, cũng đành bảo. Vâng, chị cứ kệ em. Nhìn con, Tấm xót quá, muốn cho con ăn một miếng thịt cũng khó. Tấm cắm vào đùi mình, ngang không được khóc, mắt cô đỏ hoe, nhưng bị cô kìm nén giấu tiếng nấc nghẹn vào trong. Ăn cơm xong xuôi, Tấm mang bát đĩa đi rửa. Vương chở Hà đi đâu đấy, cô không biết, chỉ thấy ở trong phòng, hai ông bà cứ to nhỏ. May con Hà này vẫn còn yêu thằng Vương, chứ không công việc đổ bể hết. Mặc dù cứ nhủ lòng rằng Vương với cô lấy nhau cũng chỉ vì có bầu, chứ chẳng hề có tình cảm gì. Nhưng đến khi thấy chồng mình cùng người con gái khác đi với nhau, tự nhiên lòng cô cũng tưng tức, cũng ghen tuông, nhưng chỉ là một chút thôi. Cô luôn tự dặn bản thân mình rằng cô sống trong gia đình này vì con, chứ chẳng vì lý do nào khác. Vương đi từ trưa cho tới tận tối mịt mới về. Hắn rất tỉnh táo, vừa tháo giày vừa huýt sáo. Tắm thay chồng về, liền cởi áo khoác cho chồng như mọi hôm. Cô thấy trên người Vương phả ra mùi nước hoa rất lạ. Bình thường hắn 3 ngày còn chẳng thèm tắm, hôm nay đi đâu mà lại có mùi nước hoa thế này? Anh đi đâu dễ mà trên người có mùi thơm thế? Tắm lý nhí hỏi chồng. Cô chẳng dám nói to vì sợ Vương chửi. Hắn lườm cô một cái rồi tươi cười nói. Đi siêu thị, có gì không? Không, ý em là em lo lắng nên hỏi mình thế thôi. Với cả mình cũng có vợ rồi, đi với con gái em sợ người ta đánh giá. Tấm nói giật cục vì sợ chồng đánh. Vương thấy vợ nói thế liền phá lên cười. Hắn tát tát vào mặt Tấm mấy cái. Tuy không đau nhưng Tấm mất mặt vô cùng. Hắn véo má cô rồi hôn chụt một cái. Cũng biết ghen cơ đấy. Biết hả là con nhà ai không? Nó là con ông Đức,
giám đốc công ty mà hai ông bà già đang làm đấy. Không nịnh nó thì có ngày ăn cám hết cả lũ. Bỏ ngay cái kiểu ghen vớ ghen vẩn ấy đi. Tấm nhìn chồng, lâu lắm rồi hắn mới cười với cô lấy một cái. Tuy nhìn Vương không có vẻ ngoài đẹp trai như Hoàng, nhưng hắn lại cười rất duyên. Mấy cái tát ban nãy chẳng thấy bực mình nữa. Ngược lại, Tấm lại có cảm giác chồng nợ mình mới chết chứ. Cô quên bén đi cái mùi nước hoa trên áo chồng mình. Nếu có một ngày Vương thay đổi, tu chí làm ăn và thương mẹ con cô, lúc đấy Tấm sẽ cho hắn một cơ hội làm chồng. Kể từ hôm đấy, Tần Suất Hà sang nhà Vương nhiều hơn. Lúc đầu còn giữ ý tứ, thì giờ Hà chẳng ngại một ai. Nhiều khi sang chẳng thấy ai ở nhà, chỉ có một mình Tấm. Cô ta tự nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ra ăn, lắm khi còn hăm dọa. Nghe nói em đang học thì có bầu, vì có cháu nên nhà Vương mới cưới. Em sống trong nhà này phải biết điều. Chị là chị thương em chị mới nói, mẹ Vương đanh đá thế nào em cũng biết rồi đấy. Hà nói liên thiên địa chuyện trên trời dưới biển. Cũng tốt, cốt cũng chỉ để Tấm lép vế và sợ mình. Không cần nói thì Tấm cũng chẳng muốn dây vào chuyện của họ làm gì. Với lại Hà là con giám đốc cơ mà. Đôi co với nó, không khéo ông bà Vũ lại mất việc, thì mẹ con cô cũng khó sống yên ổn, nên cô đâu có ngu. Lúc không có ai, Hà miệng lưỡi chanh chua là thế. Đến lúc có ông bà Vũ hay Vương ở nhà, thế nào cũng nói nhẹ nhàng và bùi tai lắm. Suốt ngày săn sóc, hỏi han, rồi lại quay ra bóp tay đấm lưng. Nhiều khi bà Cúc buộc mồm. Khiếp, nhà cô mà có phúc, mà Hà làm con dâu thì quý hóa chẳng còn gì bằng. Biết là mẹ cô chẳng ưa gì mình, biết là câu đấy cũng chỉ là nếu như, nhưng sao cô thấy buồn và chua xót lắm. Dù gì Tấm cũng là con dâu bà, sự thật đấy chẳng hề thay đổi được. Bà có cần phải sát muối vào lòng cô đến vậy không? Quả thật, trong mắt bố mẹ chồng, cô chỉ vô tích sự đến thế thôi sao? Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng đời nào Tấm dám nói. Chỉ cần nhìn lên, chạm vào đôi mắt hiến của mẹ chồng là cô đã sợ run người. Hà được khen thì cười hi hí hiếp cả mắt lại, rồi Thảo Mai khen lại bà Cúc. Hai người họ cứ kẻ hái người hứng, hết người này khen rồi lại đến người kia khen lại. Tấm nghĩ cũng phì cười. Biết đâu, Hà về làm dâu nhà Vương giống cô ba hôm, liệu còn ngon ngọt đến thế này? Tấm này, mai ở nhà mình có dỗ, chiều nay tranh thủ mà đi chợ sắm đồ, không thì lại không kịp. Giọng mẹ chồng đều đều, cô nghe đã thủng. Trần đời cô sống đã chịu khổ chịu cực quen, nên việc làm cơm không quá khó khăn. Chỉ có mỗi điều làm cô lo sợ nhất là tiền bà Cúc đưa cho đi chợ. Vì sợ con dâu ăn bớt tiền, nên lúc nào bà cũng đưa vừa khoẩm hoặc rút lại vài đồng. Tấm ngại cũng không muốn nói, nhưng không nói thì lấy gì cô bù vào. Thế à, để chiều cháu với em Tấm dắt nhau đi chợ bác nhé. Lâu lắm rồi cháu không ra chợ, cũng buồn chân buồn tay. À, được thế thì tốt quá. Còn Tấm tính nó chậm, lại không biết mặt cả. Có cháu đi cùng bác cũng yên tâm. Đang rối không biết làm thế nào, nghe Hà đòi đi cùng, tốt biết bao nhiêu. Tấm cũng biết bà Cúc có thêm Hà đi chợ sẽ đưa dư ra một chút tiền, để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bà không tàn tiện. Tính mẹ chồng, Tấm còn lạ gì. Cô liền tươi cười gật đầu cùng Hà đi ra chợ. Trên đường đi, Hà cứ xoen xoét mồm kể về thời học sinh của mình với Vương, rồi kể luôn cả việc Hà và Vương yêu nhau. Tấm ngồi sau chẳng nói câu gì, khiến Hà ngạc nhiên. Ơ này, chị kể cho em nghe về chồng em với chị như thế nào mà em không ghen à? Vợ kiểu gì lạ thế? Ghen thế nào hả chị? Chẳng lẽ vợ em lại túm chị xong đánh đấm à? Mà thời đấy sao chị không lấy Vương, vợ còn tiếc? Chị đâu biết Vương lấy vợ sớm thế. Nếu biết thế này chị cũng đâu có đi du học. Dù bề ngoài Hà vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mỗi câu nói Tấm đều thấy có sự ghen tuông khó chịu của Hà trong đó. Đúng là Hà chưa yêu, chưa lấy thì chưa biết. Đến lúc lấy rồi như Tấm, lại sợ ở được 37-21 ngày rồi chạy mất dép. Đến chợ, Hà chỉ đi theo Tấm. Mua bán thế nào, Tấm một mình làm hết. Tí dễ, thế nào Hà cũng tranh công. Nhưng thôi kệ, cô không muốn gây sự.
Về đến cổng, Hà bảo để cô ấy cầm đồ cho Tấm mở cổng. Bà Cúc thấy Tiến cũng chạy ra, nhìn Hà xách nhiều đồ liền tru tréo. Tấm, sao con để chị Hà xách nặng thế kia? Khổ thân, đi vào trong này cho đỡ mệt. Bà đỡ túi đồ của Hà rồi mang vào trong bếp, sau đó bước ra tươi cười hỏi han Hà. Đi chợ có mệt không cháu? Chắc vợ mới biết đi chợ là gì ấy nhỉ? Bác nghe nói ở nhà cháu có giúp việc mà. Không, cháu bình thường cũng hay theo đi chợ lắm. Tại cháu thích bác à, nhìn cảnh buôn bán lại thấy vui vui. Hai con người thảo mai cứ vẽ ra một cuộc sống tươi đẹp nhẹ nhàng ấy. Mỗi người lại đeo cho mình một cái mặt nạ để diễn, chẳng biết diễn đến bao giờ và khi nào thì hạ màn. Sau khi kiểm tra xem đủ đồ chưa, Tấm móc trong túi ra tiền thừa. Hôm nay bà Cúc đưa thừa cho Tấm hẳn 200.000, không có Hà, chăng cũng không có tiền thừa. Mẹ ơi, con gửi tiền thừa. Thôi, cầm lấy, mẹ cho. Tấm hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng lý nhí cảm ơn, rồi chuồn mất. Chỗ tiền này cô cũng chẳng dám tiêu, chắc cốt từng tí khi nào lại có việc dùng. Hà nói chuyện một tí thì xin phép lên phòng Vương. Hắn đang chơi điện tử trong đấy, Tấm cũng hơi khó chịu nhưng chẳng dám nói. Lúc đấy bà Cúc lại bên Hà chầm chậm. Trần đời đàn ông đã có vợ mà nhiều đứa cứ lao đầu vào là thế nào không biết. Gần 2 tiếng sau, Vương xuống dưới nhà, trên người hắn mặc mỗi cái quần lót bé tí. Lạ thật, đàn ông con trai hai mấy tuổi đầu nhưng vẫn được bố mẹ cưng chiều như thằng trẻ con. Nhiều lần Tấm nhắc nhưng Vương vẫn mặc. Chẳng biết hắn làm gì mà xuống phòng mẹ kể chuyện rồi cười hí hí với bà Cúc. Tấm lau chùi ở phòng khách, thấy chồng cũng cảm thấy lo sợ. Mỗi lần Vương gần Hà là trên người anh ta có mùi hương lạ lắm, giống y như mùi nước hoa của Hà. Đầu cô trấn an mình sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng linh cảm cô mách bảo hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Dù không có tình cảm nhưng hai người họ cũng là vợ chồng, cũng đã có bóng rồi. Cô cứ để mặc thì chả biết chuyện rồi sau nó sẽ đi đến đâu nữa. Cô định bụng sẽ ngăn họ gần nhau một cách khéo léo. Tối hôm đấy, sau khi đã xong xuôi, cô lên giường nằm, thấy Vương vẫn ngồi chơi game ở ngoài bàn. Tấm thở phào, cô đang do dự có nên thực hiện cách mà ở trên mạng hay bày không. Người ta nói đàn ông rất thích đàn bà chủ động mà cô chưa dám thử bao giờ. Nhưng rồi cô quyết tâm phải thử, cô không thể để anh ta sa vào lòng người khác được. Lúc đấy cô và con khó mà có nơi bấu víu. Có vẻ như Vương chơi game thắng nên cười khanh khách suốt tối. Tấm mon men lại gần chồng, cô đứng sau lưng hắn một hồi lâu, hít vào thở ra thật mạnh. Có thể chuyện làm tình cô hơi dốt, nhưng vì con, đúng rồi, vì cả bản thân mình nữa, nên cô sẽ cố gắng. Một đứa 18 tuổi học cách làm tình với chồng. Quả thật là buồn cười. Tấm cảm thấy mình như một con đĩ điếm thật sự. Nhưng cô không có lựa chọn. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu lấy tay ve vuốt tai Vương. Mới đầu, hắn không để ý, nhưng Tấm cứ kiên nhẫn chờ đợi. Sau màn ấy, lại tới phần hôn hít vào cổ chồng. Dù rất xấu hổ, nhưng Vương bắt đầu có cảm giác, cộng thêm niềm vui thắng game, nên hắn đáp trả cô nhiệt tình. Vương kéo Tấm ngồi vào đùi, hắn bắt đầu vén tóc, rồi thơm lấy thơm để vào môi cô, nhưng có phần đã dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Vương nhìn Tấm âu yếm. Sao thế? Hôm nay có việc động trời gì thế này? Cho dù mặt Tấm đang đỏ phừng phừng vì ngại, nhưng đã làm thì phải cố cho tới cuối. Cô kéo cổ chồng vào ngực mình, rồi thủ thỉ. Em muốn quá mình à? Vương nhìn vào mắt cô, có lẽ hắn đang rất ngạc nhiên vì một con vợ ngây thơ thật thà, ngày thường rất dụng và đơ như khúc gỗ, ấy thế mà hôm nay lại khiêu gợi, mạnh mồm đến kỳ lạ. Nhưng đàn ông mà, họ cần luồng gió mới, thấy vợ như thế hắn cũng hùa theo. Bế thóc Tấm lên giường, Vương dùng đôi tay nghịch ngợm hết các ngõ ngách. Lần đầu tiên Tấm cảm giác được tình ái thật thụ, cô thả lỏng người hơn, âu yếm chồng hơn. Những lúc Vương ghì chặt, Tấm lại rít lên khe khẽ. Mình ơi,
mình là người đàn ông em yêu nhất. Tiếng Tâm thở hổn hển, lý nhí, nói gấp gáp. Cô chẳng biết câu nói đấy nó lại càng tăng thêm phần kích thích cho Vương. Gã làm cuồng nhiệt hơn, mạnh hơn, nhưng không thô bạo như ngày trước nữa. Tay cô ôm chặt lấy cơ thể chồng, cào lên lưng hắn dài đường xước đỏ. Tắm gồng người lên, và mỗi lúc tiếng rên rỉ càng lớn. Xong xuôi, Tắm và Vương ôm nhau ngủ. Có lẽ ngày hôm nay, suốt hơn một năm làm vợ Vương, Tắm mới có cảm giác thăng hoa đến vậy. Sau đêm ấy, cô cảm thấy đàn ông thật đơn giản, chứ không phiền phức khó hiểu như cô từng nghĩ. Chỉ cần làm tình giỏi, khen chồng mình thật nhiều, thì ác hẳn sẽ đưa mình lên mây. Sáng hôm sau mới bảnh mắt, đã thấy Hà đứng ngoài cổng gọi ý ới. Chăng cô ả sang làm giúp nhà có dỗ đây mà. Tắm ra mở cửa, trên người mặc cái áo ngủ rộng thùng thình của chồng. Cô còn cố tình để lệch cúc, để lộ ra đôi ngực căng tròn hồng đào, lấp ló sau mảnh áo mỏng tang. Đập ngay vào mắt Hà, cô ta cáu bẳn. Khiếp, em ăn mặc thế này á, hôm nay ở nhà có dỗ đấy, giờ còn ngủ à? Vẫn sớm mà chị, đã đến 6 giờ đâu. Rau nhạt rồi, tôm bóc rồi, gà thịt rồi, dầu em cũng đã đạt rồi. Chẳng phải làm gì đâu chị à, giờ nấu cái là xong mà. Tắm nói xong thì quay vào, kệ Hà đứng ngoài cổng biểu môi. Vừa đi đến cửa nhà Tắm, cô lại nghe thấy tiếng chồng gian dẳng. Mẹ không biết đâu, hôm qua con Tắm nó ăn phải gì hay sao ấy mà nó làm tình kinh lắm, chẳng xấu hổ như mấy đợt trước. Tao bảo rồi, nó có hiền lành gì đâu, toàn giả ngây giả ngô. Dây cả, chắc nó thấy mày hay gần gũi con Hà nên nó khó chịu chứ sao. Đàn bà mà, đến như bố mày đây, mẹ mày còn phải dùng mưu hẹn kế bẩn mới giữ được. Rồi hai mẹ con bà Cúc lại cười khúc khích. Bám chặt tay vào thành cửa, Vương đúng là con trai mẹ. Cái gì hắn cũng có thể tâm sự với mẹ được. Có cái chuyện vợ chồng chăn gối, hắn cũng nói nốt. Tắm chột dạ, chắc bà Cúc mà đến kỳ bảo hắn đi mua băng vệ sinh, hắn cũng sẽ nhanh nhẩu đi luôn. Tắm lên thay dội bộ quần áo, rồi xuống nhà nấu nướng. Đi xuống dưới bếp thì thấy Hà cứ đứng hỏi Vương. Cổ anh làm sao mà tím bầm thế kia, để em xem nào. Chắc Vương ngại nên cứ để nhẹ tay Hà ra. Tắm đi đến cầm lấy rổ rau xào, mặt tỉnh bơ đáp. Có gì đâu chị, là tối qua em cắn đấy. Chị không thấy khi yêu nhau người ta hay cắn à? Em không chỉ cắn ở chỗ đó đâu, chỗ nào em cũng cắn. Tắm thản nhiên một cách lạ lùng khiến Hà đứng đấy tức tối. Còn Vương thì có vẻ thinh thích. Sau một đêm mà có thể thay đổi Tắm thành một con người mạnh mồm đến vậy sao? Chính bản thân cô còn chẳng thể hiểu được cái gì đã tác động cô từ một đứa nhát gan thành một kẻ tự tin kiêu ngạo đến thế. Cô nấu suốt buổi sáng đến trưa cũng xong được 3 mâm cơm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng ai giúp Tắm được một việc. Hà mang tiếng nói là đi đến phụ, nhưng tuyệt nhiên ru rú trong phòng khách cùng ông bà Vũ. Nghe đâu tí nữa bố Hà cũng đến ăn cơm. Ông ta là sếp của bố mẹ chồng Tắm nên được sắp xếp chỗ ngồi chu đáo lắm. Tắm nghĩ bụng, nếu Hà không phải con giám đốc, có lẽ ông bà ấy cũng chẳng đối xử tử tế như vậy đâu. Khách đã đến đông đủ, mọi người ngồi vào mâm ăn uống linh đình. Duy chỉ có mình Tắm, cô đứng nép vào góc bếp nhìn họ ăn uống. Bỗng cô thấy tủi thân vô cùng. Bữa cơm này là do mình cô nấu, nhưng đến khi ăn chẳng ai nhớ tới cô mà gọi. Bụng thì đói, cứ sôi lên sùng sục. Tắm lần mò ngồi cậy đít nồi sôi ra vài miếng cháy dai như chảo rách, cứng đơ. Cô ngồi thu lu nơi góc bếp ăn, nghe sao mà đáng lòng đến thế. Nước mắt cô lại tuôn. Cô dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng cô chẳng bao giờ làm được. Người ta bảo lấy chồng yêu không bằng cha mẹ chồng thương, nhưng đến cả cha mẹ lẫn chồng đều không coi cô ra gì, thì ai thương cô bây giờ? Tắm ơi, lên mẹ bảo. Giọng bà Cúc vang lên. Tắm đang nhai miếng cháy, tí nữa thì mắc nghẹn. Nghe giọng bà, cô cứ nghĩ bà mới bỏ vào mồm một vóc đường. Sao mà nó ngọt thế chứ? Chẳng giống mọi hôm bà gọi cô chua loét như giấm.
Nha nhộn nhoạm nói dội, Tắm nhanh chân chạy lên nhà thì đã thấy bà Cúc đã đứng đấy, cầm lấy tay Tắm, miệng cười tươi rồi khoe. Xin giới thiệu với mọi người, đây là con dâu em. Cháu nó nấu nướng từ sáng vất vả nên nằm trong phòng. Mọi người thấy cháu nó nấu ăn thế nào? Người ta nhìn cô, Tắm tắt khen những món cô nấu rất ngon. Bên cạnh những tiếng khen cô xinh xắn, trẻ con ấy, còn có những tiếng dẻo cợt, mỉa mai. Con dâu mà nhìn ăn mặc như con hậu thế kia. Nghe bảo có cưới xin dĩ đâu, bầu xong về ở luôn đấy. Khiếp, người bé tí bé teo mà chữa trước. Hình như nghe đâu mẹ thì điên, lại không có bố, nên không có ai dạy dỗ bảo ban. Bầu trước xong ăn vạ là đúng rồi. Tai cô cứ ong rồi ù đi. Cô đứng nép sau mẹ chồng, lẩn tránh những ánh mắt như con dao bầu chực đâm vào cô. Ngày xưa, cô vẫn luôn mong sẽ có một ngày cô được cưới hỏi đàng hoàng, được nhà vương rước về công khai để cô có một chút danh dự. Nhưng thực sự điều đó quá khó với Tắm. Khi giờ đây đứng trước những câu nói này, cô lại chẳng muốn công khai mối quan hệ vợ chồng với Vương nữa. Họ chỉ càng thêm xỉa xói, chê bai nhà cô hơn mà thôi. Trong lúc sợ hãi, lúng túng, thì chồng Tắm và Hà cứ cắm mặt vào nói chuyện với nhau. Chẳng biết Tắm đang chịu sức ép nặng nề đến thế nào. Cô cứ đứng đờ đẫn ra như cô ngẩn ở đấy, tay ve ve vạt áo, mắt nhìn xuống đất, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn xem còn ai mỉa mai gì nữa không. Này cháu gái, ngồi vào đây ăn cơm luôn đi, nấu nướng suốt buổi chắc mệt lắm hả? Tiếng người đàn ông trung niên lên tiếng kéo Tắm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn ông, một người tuy đã có tuổi nhưng lịch lãm và rất bảnh bao. Ông Vũ thấy thế liền nhắc khéo Tắm. Kìa Tắm, bác Dũng đã nói thế thì con ngồi xuống đi chứ, cứ đứng đực ra đấy làm gì? Cháu tên là Tắm ư? Vâng, mẹ cháu đặt cháu tên là Tắm. Bố mẹ cháu làm nghề gì? Cháu không biết mặt bố, mẹ cháu đầu óc cũng không bình thường cho lắm. Lúc nào không bệnh thì mẹ cháu lại đi cấy thuê, làm mướn, rửa bát. Ai bảo gì làm nấy bác ơi. Tắm đang nói dở thì bà Cúc ngồi cạnh déo vào đùi cô một cái thật đau. Chắc bà ta sợ cô nói về gia cảnh thì người ta sẽ cười. Tắm im lặng không nói gì thêm, chỉ cắm mặt vào ăn, ai gấp cho thứ gì thì ăn nấy. Nhưng lạ lắm, từ khi cô nói về nhà mình, ông Dũng đó cứ nhìn cô chằm chằm, mắt ông bị toét hay thế nào lại cứ ướt ướt. Xong lại dục cô ăn nhiều vào, gấp cho cô bao nhiêu là thức ăn. Đấy, người ngoài người ta còn thương hại Tắm đến thế, vậy tại sao nhà chồng không thể thương cô lấy một tí nhỉ? Tắm thấy ông Dũng đó có phần hơi khác người, lúc thì cứ nhìn Tắm dò xét, lúc thì lại nhìn Tắm tình cảm, thương xót. Cô vừa cắn miếng giò nhai nhai, trong đầu suy nghĩ, chắc không phải ông ấy thấy mình trẻ lại ve vãn ấy chứ, già lại giàu, thiếu gì đàn bà mà lại để ý mình. Cháu còn xanh lắm ông ơi, cháu chưa muốn chết. Nghĩ vậy nên từ lúc đấy ông Dũng gấp gì cô cũng đều từ chối. Với lại ăn từ nãy tới giờ thấy mặt bố chồng có vẻ khó chịu, chắc do cô ngồi đấy lâu quá nên cô lấy cớ lụi xuống bếp. Dù sao cũng no rồi, bốc ít tôm thừa nấu cháo cho bóng dậy. Tắm luôn là thế, luôn luôn chỉ nghĩ đến con chứ chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ngày hôm nay có thể cô đói nhưng nhất định bóng phải ăn thật no. Đời cô đã tối tăm, cô không muốn cuộc sống của con gái mình cũng tối tăm như vậy. Khách khứa ăn xong về hết, duy chỉ có ông Dũng đó là ngồi lại nói chuyện công việc với bố mẹ chồng Tắm. Vương cũng lấy xe chở Hà đi đâu từ sớm, chỉ còn mình Tắm với đống bát đũa, nồi niêu xoong chảo la liệt. Lúc ăn thì đông chật cứng nhà, lúc dọn lại chỉ thui thủi một mình Tắm. Ăn thì chả biết miếng ngon, mà dọn thì ngập đầu. Tắm nhìn đống bát đũa, gãi gãi đầu vài cái, rồi sắn tay vào dọn dẹp. Con bóng gác ngủ từ trưa, cứ bâu lấy đít mẹ. Đi một bước, nó lại theo một bước, léo nhéo khóc, nghe sốt ruột làm sao. Chẳng có ai bế con bé, Tắm mới rửa được một cái bát, thì lại phải bế con lên dỗ. Con ngoan nào, đừng quấy nữa, vào giường ngủ nhé, mẹ còn phải dọn dẹp nữa cơ. Giọng Tắm cứ thiết tha nịnh con, mặc cho đống bát đũa ngập tràn vây tứ phía.
Tính cô lạ lắm, chẳng bao giờ cấu bẳn được với con. Dù bận đến mấy cũng phải dỗ con vài câu mới chịu được. Vẫn biết dọn không nhanh là bà Cúc lại nhiếc đấy. Nhưng thôi kệ, chơi với con một tí rồi làm. Đưa đây ông bế tí nào, để mẹ còn dọn chứ, tí mẹ lại vào với con. Ông Dũng từ trên nhà đi xuống, mồm nói, tay lại bế con bóng. Ông Dũng nhìn đứa bé, mặt ông méo mó làm trò. Con bé chẳng quấy ngược, lại cười hiếp mát. Tấm nhìn ông ái ngại. Thế có được không ông? Tí cháu nó đái ra người ông thì khổ. Không sao, không sao. Con cứ dọn đi. Ông cháu mình đi mua bim bim nhỉ. Thế là ông bế bóng đi. Con bóng có người lạ bế mà chẳng khóc lóc. Bình thường ông bà nội bế, nó còn khóc dãy đành đạch. Ấy thế mà ông Dũng bế nhẹ nhàng như không. Chắc ông ấy quý trẻ con nên mới như vậy. Có người bế con, cô tranh thủ dọn dẹp nhanh. Nhưng mới rửa được một ít lại có chuông điện thoại réo. Là số của Hoàng, cô định không nghe. Nhưng nghĩ thế nào, Tấm lại nhấc máy. Alo Tấm à, em ra viện ngay đi. Mẹ đi gặt thuê ngoài đồng bị trúng gió, được người ta đưa vào viện rồi. Em vào nhanh nhé. Tấm nghe xong, chiếc bát trên tay lại rơi xuống nền nhà dở choang. Trên nhà lại có tiếng ông Vũ xỉa xói. Đấy, lại đổ dây vỡ. Con này không làm được gì ra hồn đâu mà. Cô mặc kệ, lúng cuốn dơ dội cái mũ bảo hiểm, ít bỉm sữa cho con, rồi ra phòng khách xin bố mẹ chồng cho đi chăm mẹ. Nhưng ông Hoàng một mực không cho đi. Ốm đâu gì, nghỉ ra trọ để trốn tránh việc nhà à? Người đi người giải nghĩ ngợi gì đâu mà ốm. Không bố ơi, mẹ con ốm thật mà. Mẹ con đang nằm bệnh viện, còn chưa biết sống chết thế nào. Con đi nhanh rồi sẽ kịp về dọn dẹp mà. Gớm, cô hiếu quá. Đã lấy chồng là phải theo nhà bên chồng. Nhà đẻ vợ cũng chỉ là người dưng. Hơn nữa còn có anh trai mày. Mày con gái bớn bợn gì nào. Giọng bà Cúc lại vang lên. Họ nhất mực không cho Tấm đi. Nghĩ đến cảnh mẹ già nằm viện bơ vơ không ai chăm, cô đánh liều đi thẳng, mặc cho tiếng bố mẹ chồng đằng sau gian dẳng. Có giỏi thì đi luôn đi, đừng dắt mặt về nữa, cái thứ con dâu mất dạy. Tấm dắt xe ra khỏi cổng thì ông Dũng cũng bế bóng từ ngoài ngõ vào. Ông mua cho bóng bao nhiêu là sữa bim bim. Thấy ông, Tấm mắt đỏ hoe xin lại con. Bác ơi, cho cháu bế lại con. Mẹ đẻ cháu đang nằm viện, cháu phải đến đó bây giờ. Thế hả? Để bác đến xe đưa cháu đi. Mà để con bé ở nhà cho ông bà nội nó trông, chứ bế nó đi ra viện làm gì? Ở nhà không có ai trông nó hết bác, cháu đi xe máy là được rồi. Ông Dũng định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Nhìn mặt ông, ai cũng biết ông đang rất sốt ruột. Cầm tiền mà lo cho mẹ, không có tiền thì chăm người ốm thế nào được. Ông Dũng rút ví ra tầm 100 triệu đưa cho Tấm. Hình như trong túi có bao nhiêu ông đưa hết. Tấm không muốn nhận sự giúp đỡ từ ông. Nhưng ông nói đúng, không có tiền thì lo thế nào được. Nước mắt lúc bấy giờ đã ướt nhòa trên khuôn mặt. Tấm méo máu. Con cảm ơn ông. Khi nào có tiền con nhất định sẽ trả sớm. Ông Dũng gật đầu, hối thúc cô đi nhanh xem mẹ thế nào. Nhìn ở gương chiếu hậu, Tấm đã đi khá xa, nhưng vẫn thấy ông đứng đó dõi theo. Vào trong viện, một tay bế con, tay kia xách túi đồ, đi tới khoa cấp cứu, đã thấy Hoàng ngồi đấy đợi. Vẫn chưa có ai đi ra thông báo gì. Cô như ngồi trên đống lửa, mẹ là người cô yêu thương nhất trên đời này. Bà mà có mệnh hệ gì, chăng Tấm không sống nổi. Hai người họ cứ ngồi im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Con bóng cứ lớn tấn chạy khắp. Lúc đấy cô mới nhớ ra là còn chưa gọi cho anh trai mình thông báo. Định lấy điện thoại ra gọi thì Hoàng đã ngăn lại. Em định gọi cho Đại à? Đừng gọi nữa, hắn lại chửi cho đấy. Nãy anh nóng ruột gọi cho hắn trước, nhưng hắn bảo không qua, còn chửi anh một trận. Tấm mặc kệ, vẫn bấm số rồi gọi cho anh trai. Khi vừa mới hết nhạc chờ, còn chưa cất mồm lên nói được câu nào, đã bị Đại rủa. Gọi cái mã bố mày, gọi gì lắm thế? Hắn gào lên rồi tắt máy. Tấm đờ người,
mắt nhìn xa vô định, tay nắm chặt điện thoại như bóp nát hết tất cả. Mẹ cô có tội tình gì chứ? Sao trời cứ đè đọa bà hết lúc này đến lúc khác? Bao giờ thì bà hết khổ đây? Đến bao giờ mẹ con bà cháu nhà cô mới thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn này? Cửa phòng cấp cứu dục sáng, những bác sĩ đưa giường bệnh mẹ cô sang bên khoa hồi sức. Tấm và Hoàng bế con chạy theo hỏi tình hình. Một vị bác sĩ già cầm bệnh án của bà kết luận: bà ấy không bị quá nghiêm trọng, bệnh thần kinh nghe có vẻ không lo ngại nữa rồi. Chỉ có điều làm việc nặng nhọc cộng ăn uống không điều độ nên bà mất sức quá thôi. Già rồi, đừng cho bà làm việc nặng nữa. Hôm trước tôi có kê đơn về, cậu phải bảo bà ấy uống thuốc đều đặn thì mới giảm được cơn co giật dây thần kinh. Nhớ cho mẹ đi khám định kỳ nhé. Ông ấy cứ nói với Hoàng như đã quen từ trước. Có lẽ những lần cô không có ở nhà thì Hoàng đưa mẹ cô đi khám, nên anh khá rành về các thủ tục ở viện. Đấy, có nhiều con để làm gì? Lúc ốm đau, chẳng đứa nào tới kịp đưa mẹ đi, lại phải nhờ người ngoài. Tấm thở dài, có lẽ kiếp này cô chẳng thể trả hết được ân huệ mà Hoàng đã giúp nhà cô. Không có anh, không biết bệnh tình của mẹ cô sẽ như thế nào. Không có anh, những lần mẹ bị đãi đánh cũng chẳng có ai bên mẹ. Và hôm nay, nếu không có anh, mẹ cô sẽ chết mà không ai biết. Nghĩ đến đây, lòng cô trĩu nặng, đau đớn. Mẹ Tấm nằm đến chiều tối thì tỉnh dậy, đầu óc khá tỉnh táo. Chẳng biết Hoàng mới ngồi đây mà lại chạy đi đường nào rồi. Bà mới mở mắt ra, còn nhìn chưa rõ mộ vật. Câu đầu tiên bà hỏi Tấm là: thế thằng Hoàng đâu hỡ con? Dù hơi tiêu nghỉu khi người mẹ nhớ đến không phải là con gái, nhưng đúng là anh ấy ở gần bà và săn sóc bà nhiều hơn là Tấm. Cô mỉm cười, cầm lấy tay bà. Chắc anh ấy có việc vừa mới đi rồi mẹ à. Mẹ thấy trong người thế nào? Còn mệt không? Mẹ không sao, cảm nắng thôi mà. Sao con không ở nhà chồng mà lo việc bên đấy? Ở đây đã có thằng Hoàng rồi, ngày nào nó cũng mang đồ ăn sang cho mẹ. Rõ khổ, lúc mẹ choáng đầu sắp ngất, nghe loáng thoáng có ai đấy nói nó bế mẹ từ ruộng vào. Hoảng quá hay thế nào giẫm phải cái liềm, không biết nó có sao không nữa. Mẹ cô thở dài. Tấm thấy Hoàng băng bó ở bàn chân, nhưng lo cho mẹ quá nên cũng quên bén hỏi han. Lại nhắc đến nhà chồng, chăng ông bà Vũ tức điên mất. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Dù thế nào, cô vẫn phải đi. Cô không thể để mẹ già một mình. Tấm đã làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một đứa con dâu. Thì tại sao suốt ngày cô vẫn nhận muôn vàn sỉ vả và chẳng ai công nhận cô? Bác tỉnh rồi à? Cháu mới về nhà, thịt con gà ác đem hầm với táo đỏ, táo tàu, thêm chút cao ngựa. Bác ăn cho nóng. Ăn nóng mới tốt bác à. Hoàng vào đến cửa, giọng đã bô bô nói mẹ Tấm. Vừa mở được cái cặp lồng, hắn đã bắt mẹ cô ăn nhanh, không thì nguội mất. Người ngoài nhìn vào, có lẽ lại tưởng bà ấy có một cậu con trai, chứ chẳng phải đứa con gái là Tấm. Bà nhận lấy cái hộp đựng canh gà của Hoàng. Mùi hương của các loại thuốc quý xông lên mũi, đã biết là ngon rồi. Hoàng rất có tài, so với Vương thì chồng cô thua xa. Nhà Hoàng giàu, nhưng chưa thấy anh khinh thường ai bao giờ. Ngon lắm cháu à, thế chân cản như nào rồi? Rõ khổ à, lại liên lụy đến cháu. Chân cháu bị xước tí da thôi, không có gì đáng lo cả. Bác cứ nằm viện vài hôm cho khỏi, khi nào khỏe hẳn cháu đưa bác về. Tấm ngồi nãy giờ không nói câu gì. Cô biết bản thân chẳng làm được trò chống gì giúp mẹ. Cô chỉ làm khổ bà là giỏi thôi. May quá, có Hoàng. Nhưng cô không thể dựa dẫm mãi được. Tấm lên tiếng nói: thôi, giờ mẹ em cũng đỡ rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Chân cẳng thế kia, em cũng ngại lắm. Hoàng quay lại nhìn Tấm, tưởng hắn nói gì với cô. Nhưng không, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho con bóng ngồi trên đùi mẹ tụt xuống chỗ mình. Hoàng xé một chút gà hầm của mẹ cô đưa cho bóng ăn, mồm anh nịnh nó: con ngon không con gái?
hôm nào bố... không, chú Hoàng dẫn con đi chơi nhé. Cái bóng thấy anh nói thế thì cười hiếp mát, vỗ tay nhảy cẩn lên reo mừng. Tắm biết gã cố tình nói lỡ miệng để đá đẻo cô đây mà. Hoàng cứ ngồi đấy chơi với bóng chẳng chịu về. Mẹ Tắm thấy cô ngồi đấy cũng chẳng giải quyết được gì gì, nên bà đành thúc giục. Hay con về nhà đi, ở đây cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Đưa cái bóng về rồi lo việc cơm nước bên đấy. Mẹ cô nói mãi cô mới chịu đi. Mẹ nói thế thì cô cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ còn trông cậy cả vào Hoàng. Nhưng về thế nào Tắm cũng chẳng tránh khỏi bị nhà chồng chửi mắng. Nghĩ đến đây cô thoáng rùng mình sợ hãi. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, Hoàng lái xe đưa hai mẹ con Tắm về. Bóng đã nằm ngủ ngoan trên đùi mẹ. Bình thường Vương sẽ thức đến gần sáng để chơi điện tử. Cô tính gọi điện cho chồng ra mở cửa, rồi sáng mai bị bố mẹ chồng xử lý thế nào thì tính sau. Nhưng vừa đặt chân đến cổng, Tắm nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của mình. Cô khá ngạc nhiên khi hôm nay Vương lại ngủ sớm đến thế. Hắn ta còn thắp cả bóng ngủ. Linh cảm cô mách bảo hình như có điều gì đấy mờ ám chẳng lành. Cô đặt con vào lại xe rồi nói Hoàng chờ. Còn mình thì rón rén mở cổng, rồi trèo lên bờ tường trong giường, nhìn trộm vào phòng ngủ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng gì đây? Là Hà và Vương đang ân ái. Chiếc rèm cửa mỏng manh cộng với cái đèn ngủ màu đỏ càng lộ ra hai con người trần như nhộng đang ôm ấp nhau, rên rỉ trong cơn khoái lạc. Tí nữa thì Tắm ngã cắm đầu. Cô lấy bình tĩnh, hít vào thở ra thật mạnh để lấy oxy. Nhưng dường như cô rất sốc. Mặc dù cô ngờ ngỡ bán tính bán nghi về mối quan hệ này, nhưng chứng kiến cái cảnh tượng sờ sờ ngay trước mắt, cô không nghĩ nó lại đau lòng đến thế. Đi thôi, em muốn nhìn đến khi nào chứng kiến cảnh chồng mình với người đàn bà khác mà em bình tĩnh đến lạ lùng nhỉ? Hoàng đứng dưới nói nhỏ lên, làm Tắm giật bắn mình ngã nhào xuống. Thì Hoàng may sao giang tay ra đỡ, cô nằm lọt thỏm trong vòng tay anh. Ra đến xe, cô mới thúc thích khóc, bắt đầu lại bài ca trách thân trách phận, trách số phận hẩm hiu. Trên đời này, chẳng ai cho Tắm một chỗ dựa, kể cả là tinh thần. Hoàng nhìn cô thở dài. Anh vén nhẹ mái tóc cho cô, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi trên má nóng hổi. Anh lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt. Nếu em không chê, anh sẽ cùng em nuôi nấng bóng nên người. Tắm ngước lên nhìn Hoàng. Đúng là để người yêu cũ chứng kiến cảnh mình không hạnh phúc, chắc người ta hả hê lắm. Còn với Hoàng thì không. Anh đau xót, đồng cảm. Anh luôn đứng sau, dõi theo từng bước của Tắm, chăm sóc mẹ thay cô. Có lẽ Hoàng là một trong số ít người đàn ông có thể hy sinh về người mình yêu đến như thế. Bất chợt, Hoàng ghì chặt tay lên khuôn mặt Tắm, đặt lên môi cô nụ hôn dài bất tận. Anh hôn đến nỗi cô không thở được, môi cô bật máu. Cô gồng lên chống cự, nhưng đỏ sao với sức trai tráng của Hoàng. Cô cảm nhận được hai dòng nước mắt của anh chảy vào miệng cô mặn đắng. Có lẽ anh đang khóc, khóc vì thương cô, khóc vì cô và anh không đến được với nhau. Mai này, cuộc sống của cô sẽ thế nào? Sẽ đi về đâu? Cô còn ăn bên cạnh nữa không? Chẳng một ai trả lời được. Xe Hoàng quay lại bệnh viện. Dù đã khuya, nhưng mẹ Tắm vẫn chưa ngủ. Chắc là bà lo cho con gái đây. Tắm vừa bế con vào, bà đã lên tiếng hỏi. Thế nào? Người ta mắng mỏ không cho vào à? Tắm nhìn mẹ. Cô tí nữa thì lại khóc. Hoàng đứng sau, khẽ xoa xoa lưng cô. Ý nói, đừng khóc. Không á, bà sẽ lo lắng mà ngã bệnh. Tắm lắc đầu, nhưng cô giấu thế nào nổi bà. Mẹ Tắm thở phào, bà thương con, mà chẳng biết làm thế nào. Bà nay ốm mai đau, cứ làm phiền Tắm thế này, cũng khó nghĩ thật. Đêm ấy, Hoàng, Tắm và cả bóng nữa cùng nằm ở viện trong mẹ. Vì phòng đó là phòng VIP nên chỉ có hai giường. Tắm và mẹ nằm một giường,
còn Hoàng và bé Bóng nằm một bên giường. Con Bóng ngủ rất hay khóc đêm nên phải dậy suốt để pha sữa. Lúc đầu anh chẳng biết là con bé đói sữa, cứ bế nó dọc hành lang để cho bà và mẹ nó ngủ. Nhưng Bóng không nín, cuốn quá anh đành gọi tắm dậy. Cô pha sữa đưa Hoàng, cho con bé uống xong thì nó lại ngủ ngon lành. Cứ thế cả đêm anh dỗ dành con bé cho mẹ nó ngủ. Anh trông con bé khéo quá, ít khóc hẳn hơn mọi hôm. Tắm mở mắt nhìn, có lẽ không gặp anh, cô chẳng thể nào tin trên đời này lại có sự vị tha từ tình yêu. Họ chấp nhận dù đó không phải là con mình, người ta vẫn yêu quý, nâng niu chúng như máu mủ. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra đã chẳng thấy Hoàng đâu. Con Bóng cũng mất hút, cô gọi nhưng không thấy nhấc máy, vùng dậy đi tìm. Ra đến cửa, cô thấy Hoàng đang đứng ở hành lang, một tay anh bế Bóng, một tay anh cầm bát cháo cho nó ăn. Anh nịnh nó đến nỗi đút cháo không kịp. Lâu lâu Hoàng lại reo lên: "Ui chà, con gái bố giỏi quá." Hình ảnh này có lẽ là bình dị, thân thuộc, nhưng hình như cô chưa thấy xuất hiện trong cuộc sống của cô bao giờ. Bởi có khi nào Vương cho con ăn được một lần như Hoàng? Có khi nào hắn dỗ con được một lần như anh ấy? Tắm chột dạ: "Nếu có kiếp sau, em sẽ không đánh mất một người tốt như anh." Hoàng cho con ăn xong, thấy Tắm đứng ngẩn người ở cửa, liền thả Bóng xuống cho nó chạy đến chỗ mẹ. Tắm nhìn Hoàng xấu hổ, dội bế con vào trong phòng. Bác sĩ nói ngày mai mẹ cô sẽ xuất viện. Người ta nói hạn chế cho bà lao động nặng nhọc, quan trọng nhất là không được để bà cấu giận, tâm lý bất ổn, lúc đấy bệnh thần kinh sẽ tái phát. Cũng không có gì nghiêm trọng, chắc có lẽ cô sẽ ở lại với mẹ vài hôm, suy nghĩ xem thế nào. Mẹ mới khỏi bệnh, cô không muốn bà ở một mình. Còn chuyện của cô và nhà chồng, sau này tính sau. Dù gì, về đấy bây giờ cô cũng không muốn chút nào. Cứ nghĩ đến cảnh chồng mình ăn nằm với người con gái khác là cô lại muốn băm dằm chúng nó cho đỡ tức.